Trở lại với kênh của mình. Mọi người cũng biết hiện tại chăn nuôi thì gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn trong thức ăn, khó khăn trong nguyên liệu sản xuất thức ăn, giá cả thức ăn, khó khăn trong việc sản xuất và chất lượng thịt của nhiều loại thú nuôi như thịt gà, thịt heo, bò, trâu. Đấy là cái nhu cầu chăn nuôi ngày càng cao, nhưng mà kết quả thì chỉ được một số ít, cho nên chúng ta thường xuyên nhập thịt từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, nước xung quanh lân cận của chúng ta. Nông nghiệp khó khăn, nông nghiệp thì rủi ro. Một số người ta ngại gì đó, nhưng ngại không làm, không tìm hiểu thì sẽ bằng con số 0 thôi. Nếu mà chúng ta tìm hiểu từ từ, một ngày một chút thì sẽ được những thành quả như chúng ta mong muốn. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề mà chăn nuôi gà, về con gà, về tại sao mà chúng ta nuôi không được mà nhiều trang trại lớn, nhiều công ty lớn vẫn nuôi được, vẫn nuôi cho gà những con gà to lớn khỏe mạnh. Tại sao? Nó có nguyên nhân hết đó mọi người. Nhiều anh em bảo điện cho mình hỏi sao mình nuôi không được, mình nuôi ít mà vài chục con, vài trăm con, sao mình nuôi không được mà cái trại kia thì gần nhà nuôi số lượng rất lớn, mấy ngàn con luôn, vẫn nuôi bình thường, mà có bình đến đó người đó chăm mà. Tại sao mình nuôi không được? Có lý do hết mọi người. Lý do ở chỗ là người ta biết cái chạy đó, người ta biết cái nguồn bệnh, cái bệnh mà nó phổ biến ở chạy người ta, tức là chúng ta, người ta đã xác định được cái vấn đề bệnh đó phổ biến, bệnh nào, virus nào, vi khuẩn nào hay gặp ở chạy người ta. Vào thời điểm nào của gà, ví dụ như gặp thời điểm từ lúc mới nuôi đến 10 ngày tuổi, gặp trường hợp đó ta ghi vô sổ liền tại chỗ mà bệnh nào, ví dụ như 1 đến 10 tuổi một bệnh E. coli là bệnh hô hấp thì ta ghi vô. Rồi đến giai đoạn cao lên 20 ngày tuổi, 30 ngày tuổi thường mấy bị gì, cầu trùng, thương hàn, viêm ruột gì đó ta ghi vô, ghi vô ngày chính xác ngày mắc bệnh nha mọi người đó. Và cứ như thế người ta ghi cả quá trình, không phải là người ta ghi một ngày một bữa đâu mọi người, cả năm á. Mọi người nếu chăn nuôi mà mọi người chú ý, mọi người ghi chép cụ thể, ghi chép thì giai đoạn nào bệnh nào, giai đoạn nào mắc cái gì là chúng ta sẽ nuôi được. Đó là một phần thôi mọi người. Còn cái hai nữa là tại sao người ta nuôi được, chạy lên nuôi được, bởi vì người ta biết cái loại virus là như thế nào, tức là chúng ta biết con virus ở trại chúng ta là con virus nào, chủng nào, người ta sử dụng vaccine cho nó phù hợp, cho đúng cái loại chủng đó thì gà chúng ta sẽ không bị bệnh, sẽ chúng ta nuôi được lớn mạnh, khỏe mạnh. Còn như chúng ta có nhiều anh em điện hỏi tại sao mình phòng vaccine đó mà trại bạn của những người đó phòng vaccine đó mà gà hai lứa gà chung một chỗ, một nhập chung chỗ mà sao nó nuôi vẫn nổ bệnh, bên kia nuôi không có xảy ra bệnh. Tại sao? Tại vì mỗi trại nó có chủng phổ biến, ví dụ nuôi cái xanh, trại này chủng này, trại kia chủng khác cũng là bệnh virus xanh nhưng mà nhiều chủng, hoặc bệnh Marek cũng vậy, nó có nhiều chủng, hoặc bệnh viêm phế quản cũng vậy, có nhiều chủng, chủng Lasota, NDB nhiều lắm. Cho nên chạy lớn đầu tư kỹ thuật, phải đầu tư luôn bác sĩ thú y luôn, mổ khám xác định nguyên nhân bệnh chủng nào với gà, hoặc gửi mẫu đi xét nghiệm luôn mọi người. Cái đó là quan trọng, cái đó là chịu đầu tư, chịu nghiên cứu, chịu học hỏi. Bởi vì
Nếu mà mọi người gửi mẫu đi là 100% xác định được chủng nó là chủng nào, bệnh đó là bệnh nào, thì người ta đã ghi chép rồi, giai đoạn đó mắc bệnh đó, ngày đó mắc bệnh đó. Ví dụ như ngày 40 ngày tuổi mắc bệnh đó, 50 ngày tuổi mắc bệnh đó, 60 ngày tuổi mắc bệnh đó, thì nó sẽ biết. Đợt sau nuôi người ta sẽ canh đó, người ta phòng trước khi giai đoạn nó nổ bệnh là an tâm nhất. Còn côn trùng, còn mấy vấn đề như vi khuẩn rồi đó là người ta phòng trước hết. Mấy loại đó vi khuẩn thì thường nó có thể phát triển thành những tế bản, tế bào, tế nó nói chung là nó hình thành loại con mới nó nhanh hơn, cho nên cái vaccine thì nó không hiệu quả đó. Những loại vi khuẩn ví dụ như côn trùng, những tổ huyết trùng nó đảm bảo không có hay bằng những cái loại virus con khác, bởi vì khả năng mà nó tái tạo lại con mới, chủng mới rất cao, nên những cái loại đó mình sử dụng thuốc diệt nó thôi. Và mọi người nhớ lưu ý là chúng ta phải diệt nó là đổi thuốc liên tục, tránh trường hợp lần thuốc nha mọi người. Cho nên cái vaccine nó cũng là quan trọng, nhưng mọi người sử dụng vaccine như thế nào mới là điều tối ưu nhất của vaccine. Chúng ta phòng đúng cách, đúng thời điểm thì con gà chúng ta sẽ phát triển khỏe mạnh và nó phát huy cái hiệu quả của vaccine. Có nhiều trại sử dụng không sử dụng vaccine. Tại sao mà sử dụng không sử dụng vaccine mà vẫn được? Bởi vì cái mật độ của cái chủng ở trong trại nó thấp, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái trại chỗ đó nó cho uống cái kích cái hệ miễn dịch tự nhiên của con gà thì nuôi được, vẫn được, vẫn bình thường. Nhưng mà cái tỷ lệ trong 1.000 con gà, tỷ lệ mà kích được cái khả năng tự miễn dịch đó rất thấp. Ví dụ như 700-800%, 60%. Còn số còn lại thì nó sẽ không có kích được. Cho nên mình phải tác động cái vaccine. Cho nên cái vấn đề sử dụng vaccine là vui sử dụng vaccine là vấn đề tối quan trọng nha mọi người. Bởi vì vaccine nó đưa vào cơ thể, nó sẽ kích hệ thống miễn dịch hoạt động liền luôn. Và nó bảo vệ con gà tránh cái tình trạng mà nó chết, nó bảo vệ đầu con luôn cho chúng ta chăn nuôi. Chúng ta xác định với chủng mọi người, chăn nuôi nhiều, chăn nuôi lớn, chăn nuôi số lượng, chúng ta phải nghiên cứu, phải biết được cái chủng mà thường xuyên xảy ra trên cái khu vực chăn nuôi của chúng ta thì cái tỷ lệ chúng ta phòng vaccine nó sẽ cao hơn. Còn như chúng ta xác định không được thì chúng ta sẽ cách mà thường mấy anh em bảo đó là chúng ta sẽ có cái gì chúng ta phòng cái đó. Ví dụ như vaccine NDB đi, phòng 4 lần luôn, Lasuta rồi đó, có là phòng, có là phòng, nhưng mà phòng nhiều thì tốt thì nhiều hơn mọi người. Đó, cho nên cái biện pháp mà tối ưu nhất là chúng ta sẽ gửi mẫu đi xét nghiệm hoặc nhờ chuyên gia tư vấn chúng ta thì cái vấn đề sử dụng vaccine mới hiệu quả được. Nếu không thì vaccine nó cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Nếu chăm sóc không tốt, không xác định được chủng trong khu vực chăn nuôi, cũng như yếu kém về kỹ thuật thì nó cũng không thành công đâu mọi người ơi. Cho nên chúng ta chăn nuôi Việt Nam nó đầy rủi ro là như thế. Mong sao tương lai, hiện tại tương lai sẽ có nhiều cái nghiên cứu trong việc chăn nuôi nông nghiệp ở Việt Nam đẩy mạnh hơn, nghiên cứu tạo ra nhiều nguồn vaccine tốt hay giúp cho chăn nuôi một cách hiệu quả hơn. Đó là cái vấn đề mà vaccine có thể không sử dụng không, hoặc vaccine có thể nuôi phòng tốt không, những câu hỏi mà anh em đặt ra cho mình đó. Hôm nay mình trả lời những câu hỏi đó cho anh em để mọi người cùng biết, cùng tạo nên được một cái ngành chăn nuôi chung là phát triển, tránh rủi ro,
tránh trong trường hợp nuôi mà hợp phòng lo sợ, nuôi mà đêm ngủ không yên, ngày thức không có thời gian chăm sóc. Mình chia sẻ cho mọi người thế. Còn những câu hỏi như là có vấn đề mà sử dụng đèn hoặc không sử dụng đèn trong việc chăn nuôi, trong việc ấm cả con có được hay không, thì mình vẫn chờ đợi mọi người. Được hay không là do mình quan sát, do mình học hỏi, do mình biết cách thời điểm nào mà con gà con cần nhiệt độ, thời điểm nào con gà con không cần nhiệt độ thì chúng ta sẽ ấm được. Có khi chúng ta không cần đèn, có khi chúng ta cần đèn bình thường. Mọi người, chúng ta sẽ ấm con gà, coi sát con gà thời tiết ngày nào, tháng nào nắng, tháng nào nhiều nắng, mùa hè nè nhiều nắng nè, không có gió ít gió nè, thì chúng ta sẽ hạn chế được vấn đề hấp đèn, ấm đèn ban ngày cho nó nha mọi người. Nhưng ban đêm thì chúng ta coi trường hợp như là mưa gió rồi, chúng ta phải bật đèn cho nó, hoặc chúng ta chia ra những cái khu, những cái ô nhỏ đựng trong những cái lồng, những cái khay nhựa đó, thì chúng có khoảng 40, 30, 50 con vậy đó một khay đó. Tại vì nếu mà càng nhiều cái mật độ đè nhau càng lớn nha mọi người. Mọi người chú ý, con gà nó khác, mình nuôi ít thôi, mình nói chung là mình kiềm á, mình kiềm cái sự tiếp xúc với nó, với nhau á. Nó khi nó lạnh á, sẽ tiếp xúc vừa phải thôi, quá nhiều thì nó sẽ tăng nhiệt độ lên làm gà rút vô thì nó sẽ chồng lên nhau và nó sẽ đẹp, giống như mình ấm gà bằng điện á mọi người thấy. Gà điện khi mà mình ấm, khi mà sự cố điện chập đó, thì mất điện sẽ con gà trường hợp nó dồn vào những cạnh góc và nó đè những con gà yếu, nó đè lên những con gà yếu, nó dồn lên những con gà yếu, thì cái vấn đề mà đè nhau hao hụt, vấn đề chăm sóc gà con là vấn đề đó. Cái nữa mình, chúng mình sẽ che bạc xung quanh nè, chừa một gan thôi, từ bạc dưới nền lên chuồng mình chừa một gan cho cái lượng oxy nó ra vào thoải mái mọi người, tức là tránh gió lùa dưới gốc thôi. Còn như mà nó ấm mà dưới chân là con gà nó phát triển được, mình khỏi cần hấp đèn luôn. Như mình á, mình cũng hay thường ấm gà không cần sử dụng điện, nhưng mà không sử dụng đèn cắt tốn nhiều chi phí. Mình có cái clip mà hướng dẫn mọi người á, cách mà chúng ta sử dụng những cái thùng cắt tông, cái thùng giấy á, để chúng ta ấm những chú gà con mới nở ở trong đó. Chúng ta tối mình bắt vào, sáng mình sẽ thả ra bình thường. À, mình có thể kiểm tra được cái vấn đề tiêu chảy, cái vấn đề ăn uống nó có tốt không, có tiêu hóa tốt không, có còn lại trong nhiều không, thì chúng ta kiểm tra được cái vấn đề đó. Nhưng mà tổng cộng thôi mọi người. À, còn như ấm đèn thì mọi người dùng lạnh á, ví dụ như miền Bắc, miền Trung đồ, xứ lạnh á, xứ nhiệt đới ôn hòa, mấy chỗ đó là chúng ta sử dụng đèn điện ấm thôi. Còn như xứ nóng, xứ miền Nam, xứ nóng thì mình hạn chế được vấn đề đó nếu mình biết cách. Mọi người, mình có chia sẻ clip đó, mọi người tìm clip liên quan để mọi người xem lại nha vấn đề đó. Mọi người hỏi thì mình trả lời giờ thôi. Đó là cái vấn đề mà ấm gà không sử dụng bóng đèn, không sử dụng điện, và hiện tại áp dụng cũng số lượng nhiều được đó mọi người. Nếu mọi người có đầu tư những hay cái thùng nhựa, cái thùng cắt tông, thì chúng ta sẽ không sử dụng điện trong một tháng đầu luôn, cũng cứng gà luôn, chỉ sử dụng một mình trắng thôi, trắng để cho con gà nó ăn khi nó đói thôi. Tại vì mình che bạc xung quanh làm cho con gà nó tối nó không ăn được thôi, cái sử dụng một mình trắng để cho con gà nó cái đường nó ăn, cái đường nó uống, ăn uống khỏe mạnh, ăn uống tốt, nó phụ tốt, cơ thể nó phát triển nhanh thì nó sẽ không bệnh. Đương nhiên là vậy, cơ thể mình cũng vậy thôi.
đó là hai cái vấn đề trong cái video này mình muốn gửi đến mọi người, mình muốn chia sẻ đến mọi người cái cách mà mình làm, cách mình học hỏi từ những anh chị, từ những người mà chăn nuôi trước đó, từ những cái chuyến mình đi giao gà đó, cho hộ dân nuôi đó, người ta cũng có phát triển những cái cách đó. Giống như những người dân tộc người ta thường ấm gà, người ta không có sợ tốt điện lắm mọi người, tại vì vùng quê của chúng ta ít điện lắm, cho nên người ta uống cả 500-600 con, 1000 con người ta không có sử dụng điện đó, người ta chia nhỏ những ô nhỏ đó, con 50, 40, 70 con một chỗ đó, là người ta cho ăn uống tại đó luôn. Mọi người thấy con gà nhỏ không, gà con đó, lúc mà gà mẹ đẻ nó cũng đâu cần điện đâu, tại vì mẹ giữ ấm mà, nó chui vô cánh của con gà mẹ là nó giữ ấm, nó phát triển tốt mà. Nhưng mà mọi người ấm phát triển tốt, nhưng mà ăn á, uống những cái ngày đầu mà cho nó ăn, nó, cho nó uống nó phải nó tiếp xúc được nước, nó tiếp xúc được thức ăn. Chứ vài ba ngày mà nó không tiếp xúc được nước, không tiếp xúc được ăn là coi như con gà nó si, nó chết mọi người. Người chú ý cái phần đó, cho nên mình nói là khi mình giao giống phải 100% gà nó uống nước trong khoảng 2-3 tiếng đầu rồi mình hãy cho nó ăn đó. Này nhắc đi lại nhiều lắm, mình nói nhiều lắm chứ cái phần đề phòng vaccine đó, đầu clip đó, mình nói đó, là rất nhiều để cho anh em thấm để nuôi tốt thôi. Rồi cái video của mình đến đây xin kết thúc. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui và thành công. Mọi người thích đăng ký kênh ủng hộ cho mình, tạo ra những cái video mới hay hơn, bổ ích hơn. Mọi người có thể chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người bạn bè có thể thấy tham khảo, hoặc có thể chia sẻ kiến thức của họ bằng cách comment bên dưới để cho mình biết, mình học hỏi thêm. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Chào tạm biệt.